Thưa quý vị, thưa các bạn, chợ đầu mối nông sản là kênh tiêu thụ hiệu quả, kết nối được sản xuất với phân phối và tiêu dùng. Tuy nhiên, hệ thống chợ đầu mối nông sản của Việt Nam còn yếu, chưa có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp, nên rất cần có giải pháp đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư và quản lý theo hình thức xã hội hóa. Theo quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, chợ đầu mối nông sản là nơi giúp tăng cường khả năng lưu thông hàng hóa về quy mô chủng loại. Cuối năm 2015, tỉnh Đồng Nai triển khai xây dựng chợ đầu mối nông sản Dầu Dây thuộc huyện Thống Nhất. Chợ do Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Proton đầu tư với diện tích 19.670 m², được bố trí sắp xếp thành 216 ô vựa. Chúng tôi đã có cái đề án là tất cả các sản phẩm vào chợ đầu mối Dầu Dây là sản phẩm đảm bảo an toàn và là thương hiệu của chợ đầu mối Dầu Dây. Về cái để tạo ra giá trị gia tăng thì chúng tôi ở tỉnh ủy cũng như ủy ban tỉnh Đồng Nai đã có giao cho các sở ban ngành xây dựng một cái đề án kết hợp với công ty Tín Nghĩa để mở rộng cái quy mô chợ đầu mối Dầu Dây. Diện tích dự kiến mở rộng là 48 hectare. Khi mà mở rộng ra thì cái chợ này ý tưởng là nó sẽ là một cái chợ đầu mối của khu vực vùng miền và vươn ra thế giới. Từ thành công bước đầu trong hoạt động của chợ đầu mối nông sản Dầu Dây, Sở Công Thương Đồng Nai cho rằng muốn chợ hoạt động hiệu quả phải huy động các nguồn lực đầu tư theo hướng hình thức xã hội hóa, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Chợ Dây của mình là sắp tới có thể là nghiên cứu làm thêm một cái khu để cho trưng bày và bán sản phẩm nhà vườn, vì đây là một cái hỗ trợ rất tốt, tạo hình ảnh sau đó là kết nối tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền, và đặc biệt là quan tâm tới cái vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đó. Ngoài cái việc là kết nối để tìm đầu ra cho sản phẩm của mình, còn có vấn đề là phục vụ và giới thiệu với khách du lịch để mời khách du lịch về tận cái vườn mình để coi mình sản xuất như thế nào. Thì đây là một cái tiền đề để cho phát triển du lịch nông nghiệp. Về phía Bộ Công Thương, qua thực tế triển khai tại các địa phương, Bộ Công Thương cho rằng đối với tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách khó khăn, nhất là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, có nhu cầu bức xúc về chợ nhưng không có khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vốn của cư dân trên địa bàn để đầu tư phát triển chợ, thì nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư cho chợ nông thôn và chợ đầu mối nông sản. Bộ Công Thương đã có cái quy hoạch 6481 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy hoạch phát triển chợ nói chung, và trong đó có quy hoạch rất cụ thể các địa điểm quy hoạch chợ đầu mối. Thì trên cơ sở quy định của quyết định 6481 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 2015 đó, thì các doanh nghiệp cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển chợ đầu mối trong từng giai đoạn từ năm 2020 cũng như 2025 và các tầm nhìn tiếp theo, là làm sao cho từng giai đoạn, mỗi giai đoạn phát triển nó vừa đảm bảo cái nhu cầu thị trường cũng như vừa đảm bảo kết nối hàng hóa với xuất khẩu cũng như là các hoạt động khác của thương mại. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi giao vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước hàng năm cho các địa phương, cần tách nguồn vốn đầu tư phát triển chợ thành mục riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần ban hành cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, vận hành chợ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng chợ tiếp tục chú trọng tới yếu tố văn minh, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa chợ nông thôn và chợ đầu mối tiêu thụ nông sản truyền thống.